Wow. Đẩy chị đi luôn. Dạ sao vậy? Đập 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 tay. Wow. Wow. Một điều hi hữu đã xảy ra. Thông thường Puka bước ra đây sẽ... Sao đây em? Cảm thấy bị tủi thân quá, đi ra chỗ khác đứng cho vui. Không, em cũng có sự quần quện đó. Nhưng lần đầu tiên anh với em đồng điệu. Đúng vậy. Và anh có trực giác rằng, linh cảm rằng hôm nay anh em mình sẽ hòa thuận hơn mọi khi. Em cũng nghĩ như vậy. Ngày hôm nay anh em chúng ta hòa thuận nhé. Hòa thuận nhé. Nào, bắt tay. Để em coi được bao lâu. Để em coi được bao lâu. Để em coi được bao lâu. Hãy cùng chào đón nữ diễn viên Tường Vy. Em có kinh nghiệm gì khi đến với chương trình không? Kinh nghiệm của em là không đem bất kỳ một cái kinh nghiệm gì lên hết. Khi mà em nghe có Puka với Quang Trung là em nói thế nào cũng bị bàn ra rất là nhiều anh à. Như vậy là em có kinh nghiệm gì đấy. Anh không có đơn giản là hôm nay em chọn cái màu hồng này đâu. Tại sao? Tại vì em biết là cả Puka và Quang Trung đều rất mê màu hồng. Wow. Cho nên là sẽ mê em. Sẽ mê em. Đã là Bình đã có hoa chưa? Trời ơi. Mình chưa. Chưa. Đó. Anh nhắm anh lớn hơn em hay nhỏ hơn em vậy? Anh không biết tuổi của em. Anh nhiêu tuổi? À, mình 27 tuổi. 27 tuổi. Xui như vậy rồi. Ủa ai mượn em Puka? Ai mượn em chị Puka? Chị bằng tuổi em. Puka như vậy mà chị Vy còn kêu chị Puka là em nữa. Thì thử hỏi chị Vy. Chị bằng tuổi em mà. Chị à. Mà chị đi cua trai á, chị tự nhiên quay á, chị sắn sổ chị chửi nhỏ em vậy mất hình tượng. Còn cái gì nữa? Em khổ cái chị. Hỏi người ta đi chị, mình hỏi người ta đi. Em khổ cái chị. Tập trung vào. Em có thích lái máy bay không? Em có thích lái máy bay không? Rõ ràng vậy. Em có muốn làm phi công không? Chưa? Trời ơi, chưa kịp trả lời thì đã hết rồi. Thấy chưa, lo cười lộn nhưng không cho em làm gì. Một phút này dành cho người ta cười lộn với lại gì cho Ủa, người chơi cười. Ủa, đáng lẽ cái một phút đó em cười lộn phải ngưng lại chứ. Không, tại em, tại tất cả là tại em. Thấy chưa, chị Puka đó. Tường Vy à, em đã thấy chưa? Hồi nãy giờ em đã không giúp đỡ gì được cho chị, bây giờ em còn phá gì nữa Puka. Có mà. Chị không đánh chị vừa định nói là chị mới có 23 thôi. Ủa, chị định nói gì người ta tin không? Kệ chị đi. Nào, nhưng mà Tường Vy 23 tuổi cách đây vài năm. 23 tuổi cách đây 10 năm. Không hề, không hề.